cả các con. Sắp đến ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng mình. Cô sẽ hướng dẫn các con vẽ lăng Bác Hồ. Để vẽ được lăng Bác Hồ, các con cùng quan sát bức tranh với cô nhé. Lăng Bác Hồ thì thường là được vẽ ở chính giữa trang giấy, có lá cờ tung bay phấp phới, có thảm cỏ xanh và có bầu trời. Lăng Bác Hồ thì được vẽ bằng các hình chữ nhật, và hình thang hình bầu dục bây giờ chúng mình cùng vẽ nhé giữa trang giấy chúng mình vẽ một nét ngang ở một phần tư của trang giấy sau đó các con vẽ một hình vụ chữ nhật nằm ngang tiếp theo ở trong hình chữ nhật chúng mình vẽ một hình chữ nhật nhỏ hơn để làm cửa và phía trên của hình chữ nhật to thì chúng mình lại vẽ một hình chữ nhật nhỏ hơn nằm ngang chúng mình lại vẽ tiếp một hình chữ nhật nhỏ hơn nữa ở phía trên, rồi chúng mình vẽ mái của lăng bác là một hình thang, tiếp theo là một hình chữ nhật đặt sát vào và một hình chữ nhật nữa ngắn hơn ở phía trên cùng. Lăng bác sẽ có hai chiếc cột to ở phía chính diện, xen giữa hai chiếc cột to là những chiếc cột trụ nhỏ hơn nằm ở phía trong các con vẽ hai nét sủ thẳng cách đều nhau làm những chiếc cột nhỏ hơn và sau khi vẽ xong những chiếc cột của lăng bắc hồ thì chúng mình sẽ vẽ tường là nét ngang tương tự như thế với nét bên còn lại và các con sẽ vẽ hai nét ngang nữa ở phía dưới hai nét ngang các con vừa vẽ Sau khi vẽ xong, chúng mình sẽ bắt đầu vẽ đến phần thảm cỏ. Thảm cỏ thì là một nét ngang, rồi một nét xiên. Bên trong ta lại vẽ một nét ngang và một nét xiên nữa nhỏ hơn ở phía trong cái hình chúng ta vừa vẽ. Tương tự như thế với phần bên phải của bức tranh chúng ta cũng lại dùng một nét ngang và một nét xiên làm thảm cỏ và một nét nan... xiên này một nét ngang nhỏ hơn nữa nằm ở phía bên trong sau khi sẽ vẽ xong hai thảm cỏ ở phía trước lăng bác thì chúng mình sẽ vẽ đến những bụi cây ở phía bên sau của lăng bác các con sẽ dùng những nét cong giống như là các con vẽ đám mây ấy, để vẽ các cái bụi cây này nhé sau khi vẽ xong bụi cây thì chúng mình sẽ vẽ cột cờ là một nét thẳng đậm kéo lên trên nền trời và chúng mình vẽ hai nét gợn sóng song song với nhau sau đó chúng mình dùng một nét thẳng nối hai cái nét gợn sóng lại vậy là chúng mình đã được một lá cờ đang tung bay phấp phới ở trước lăng bác hồ rồi đấy và các con sẽ vẽ một ông sao năm cánh ở phía giữa của lá cờ sau đó thì các con vẽ một hình bầu dục ở phía dưới chân của cột cờ để làm đế của cột cờ ở phần cửa của lăng bác thì các con sẽ vẽ hai chú lính gác bằng hình tròn và hình thang nối với nhau một hình tròn làm đầu và một hình thang thì làm thân sau đó chúng mình sẽ vẽ chậu cây đặt ở phía trước của lăng bác hồ các cái chậu này thì thường là hình thang các con sẽ vẽ bằng hình thang nhé vậy là cô đã có bốn chậu cây ở phía trước của lăng bác hồ này sau đó cô sẽ vẽ hình vuông nhỏ đặt ở phía trên của cái chậu cây để làm thân cây tương tự như thế các con sẽ vẽ bốn cái thân cây bằng bốn hình vuông nhỏ ở phía các cái chậu cây và chúng mình vẽ tán của cái cây bằng hình bầu dục hoặc là hình tròn tùy các con ở đây thì cô vẽ bằng hình bầu dục nhá Sau khi vẽ xong thì cô sẽ tô màu Các con có thể tô màu vàng thư giống cô Hoặc là các con tô màu vàng cho toàn bộ phần đế của lăng, ba, cái lăng bác này Phần cột trống của lăng bác và cả phần mái của lăng bác nữa các con có thể nhớ này, các con nhớ là các con có thể tô màu vàng hoặc là màu vàng thư giống như cô sau khi tô xong lăng bác hồ thì cô sẽ dùng màu đỏ để tô phần bên trong cái phần trắng mà sen kẽ bên trong của các cái cột ý, giữa cái cột của lăng bác hồ con ạ các con nhớ là tô kỹ và không trờm ra ngoài nhé sau đó cô sẽ dùng màu nâu để cho tô thân cây các cái cây đặt phía trước của lăng bác hồ vào dùng màu nâu đấy để tô cửa. Sau đó cô sẽ dùng màu đen để tô đầu của các chú lính canh cửa của bác hồ nha, lòng bác hồ nhé. Cô sẽ dùng màu đỏ để tô cho lá cờ của Tổ quốc và màu vàng để tô cho ngôi sao. Sau khi tô xong lá cờ thì cô sẽ lấy màu xanh lam tức là màu xanh đậm đấy các con ạ, để tô hết tất cả các chậu cây và tô phần đế của cột cờ cô dùng màu xanh lá cây để tô các tán cây của chậu cây phía trước lang bác hồ cứ như thế cô tô lần lượt hết bốn chậu cây ở phía trước sau khi tô xong cô sẽ dùng màu xanh lá cây non hơn hay còn gọi là màu xanh cốm để vẽ thảm cỏ Khi vẽ thảm cỏ, tô màu thảm cỏ Các con nhớ là cách cái phần màu trắng ra một chút Tiếp theo thì cái phần đường đi Ở phía trước lăng bác cô sẽ dùng màu tím nhạt Hoặc là màu xanh ra trời nhạt Và tiếp theo cô sẽ dùng màu xanh ra trời đậm hơn Hoặc các con có thể dùng tùy thích màu của các con Để tô cho phần... Um, tường của lăng bác các con có thể cái phần được tường đậm ấy các con có thể tô màu xanh à, màu xanh da trời và màu à, cam tiếp theo thì cái phần bụi cây chúng mình sẽ dùng các cái màu xanh lá cây ở các cái mức độ khác nhau và cuối cùng thì cô sẽ tô bầu trời là màu xanh da trời các con có thể để những cái phần trắng để làm những đám mây và bạn nào giỏi hơn thì các con sẽ vẽ ông mặt trời ông mặt trời thì cô cũng đã hướng dẫn các con ở những bài học trước rồi đúng không nào vậy là chúng mình đã tô xong bài lăng bác hồ rồi bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc hẹn gặp lại tất cả các con và các bài học lần sau xin thân ái chào tất cả các con